Dạ, có một đồng chí ở Sài Gòn muốn tham gia và bây giờ em gọi cho đồng chí ấy coi đi tới đâu rồi. Tới đâu rồi anh ơi? Tới đâu rồi? Tới trạm thu phí hả? Từ đây ra nhiêu phút nữa ta? 15 phút nữa hả? Em đợi anh 15 phút. Anh ơi, đợi nửa tiếng nữa được không? Hay là mình đi? Vậy nói mi nó nếu mà vậy thì tới cái bến mà cái chỗ mà anh nhớ cái chỗ mình đi lên có một cái cây nhà lá không? Cái bến cái chỗ có căn nhà lá. Xe xe chạy tới đây được luôn á. Bé My biết đường á. Cái đường mà đi tìm con chó vàng á, anh nói với bé My giùm em được không? Con chó Lu á My, cái đường qua con chó Lu á.